Xin chào tất cả mọi người ạ, em là Cảnh Hàng Bãi Nhật ạ. Hôm nay em còn lấy thêm được một số đồ nghề nữa. Hôm nay thì nó có thêm được một ít chổi than tháo máy nha các bác. Chổi than tháo máy ạ. Đây. Nó có rất là nhiều đấy là nhiều size khác nhau từ to đến nhỏ đấy ạ. Cái này thì em bán theo lạng ạ. Cái này thì 150 ngàn là hai lạng thôi. Đây ạ, cái này là cân vừa hai nạng đây, em cân rồi ạ. Hai nạng thì nó chắc được tầm khoảng khoảng đến khoảng ba bốn khoảng ba mấy 40 cái ấy. Ba mấy 40 cái cả to lẫn nhỏ. Thì nó chia ra chắc nó được khoảng 20 cặp, mười mấy 20 cặp ấy. Hai nạng như này là 150 ngàn ạ. Rồi, các bác mua về lắp máy hoặc là có thể lắp máy này. Chổi than này bác nào cần thì lấy nhá, cơ hai nạng là 150 ngàn hai nạng đấy, chỗ này là hai nạng đấy ạ, hai nạng nó cũng được khá là nhiều đấy ạ. Cái này thì em có một ít thì em sẽ bốc ngẫu nhiên nhé. Đây. Mã hàng đầu tiên hôm nay là mã L ạ. Mã L1 là L1 là một cái cây kéo tỉa hàng rào ạ. Cây kéo tỉa hàng rào. Chiều dài của cây này là nó khoảng hơn 60 cm, 65 cm ạ. Cán gỗ ạ, còn khá là chắc chắn, cán gỗ này. Lưỡi của nó cán gỗ. Lưỡi của nó nữa, lưỡi của nó là hình hơi cong nhẹ này. Và đây nó có chữ Tessin Made in Japan được dập nổi trên lưỡi kéo ạ. Lưỡi của nó lưỡi hai lớp thép ạ, lưỡi còn sắc bén không có bị gam mẻ gì hết ạ. Bên này nó có số hiệu này. Pat 97 9792 ạ, lưỡi còn đẹp không có gam mẻ gì hết ạ. Cái này là L1 là 230 ngàn ạ. 230 ngàn. Đến mã tiếp theo là L2 ạ. L2 là một cái cây kéo cắt cành. Kéo cắt cành ạ. Chiều dài của cây này là 41 cm, 41 cm. Cây này lưỡi đây, cái phần cán của nó thì được làm bằng nhựa nha, làm bằng nhựa. Còn phần lưỡi thì làm bằng thép này. Lưỡi còn đẹp và còn khá là sắc bén ạ, không gam mẻ gì hết ạ. Đây, còn rất là đẹp. Cái này nó có còn tem mác nó bị bong tróc này, phần tay cầm nó bọc cao một lớp cao su bên ngoài ạ. Và có thêm trợ lực nữa, trợ lực. Cây này là L2 là 200 ạ, L2 200 ngàn. Nhưng mã tiếp theo là L3. L3 cũng một cái cây kéo cắt cành trên cao. Cây này size lớn ạ. Chiều dài của nó là nó khoảng 70 cm, 70 cm. Size lớn, cán là cán nhôm này, cán nhôm. Tem mác cũng có mà nó bị bong tróc đi rồi ạ. Và phần tay cầm thì nó được bọc một cái lớp cao su bên ngoài ạ. Lưỡi đây có trợ lực này và lưỡi còn đẹp không gam mẻ gì hết ạ. Này để ngoài bãi lâu ngày hơi rỉ rỉ về các bông mài rũa đi sơ đi là nó bén lại thôi. Ngoài ra cây kéo thì vẫn còn đẹp nguyên ạ. Cái này N3 là 300 ạ, 300 ngàn. Đến mã tiếp theo N4 ạ. N4 là một cái lưỡi mai đánh cây ạ. Lưỡi này còn khá là đẹp nhưng mà lâu lâu mới gặp được một cái này, còn rất đẹp luôn ạ. Chiều dài lưỡi là nó là 26,5 cm, chiều dài lưỡi 26,5 cm, chiều ngang lưỡi của nó là 8,5 cm ạ. Và độ dày của nó này, nó dày 9 ly ạ, dày 9 ly. Đây, lưỡi còn đẹp nguyên này các bác. Trên bề mặt lưỡi có khắc chữ, khắc chìm chữ này và một cái logo hình thoi bên trong có hai chữ SS này. Cán người ta cưa mất rồi về các bác chêm lại cán khác nhé. Cây này là L4 là 350 ngàn ạ. 350 ngàn. Mã tiếp theo L5 ạ. L5 cũng một cái lưỡi chép nhỏ đánh cây này. Cái này nó có nguyên cán luôn nhá, cán còn xài còn đẹp, còn cứng cáp, còn xài ổn đấy ạ. Người ta có uốn thành hình cong luôn này, cái cán uốn thành hình cong đấy ạ.
Cán còn đẹp, cái lưỡi nó cũng còn rất là mới luôn ạ. Còn mới. Chiều dài lưỡi của nó là 11,5 cm này. Chiều ngang lưỡi của nó là 10 cm ạ. Chiều ngang lưỡi là 10 cm. Và độ dày của nó thì cái này nó chắc dày khoảng 1,5 cm, rất là dày ạ. Bề mặt lưỡi còn đẹp nguyên á. Bề mặt lưỡi còn đẹp nguyên, còn nguyên lớp sơn mạ còn khá là mới ạ. Lưỡi này nó 3 lớp thép ạ, 3 lớp thép. Cây này là L5 là 220 ngàn ạ. Đến mã tiếp theo là L6 ạ. L6 là một cái cây búa bi này, cây búa bi. Cây búa này cán nó còn mới nguyên nha các bác, còn mới còn đẹp này. Đầu búa cũng còn đẹp, đầu bi đây. Này nó cái vết rỉ rỉ em chà chưa kịp chà nên nó còn bám này. Còn đầu còn đẹp nhá, đầu búa đóng này. Gần như chưa qua sử dụng ấy mà người ta để lâu thì nó bị bong tróc sơn thôi ạ. Bong tróc sơn này. Còn cán mới tinh luôn ạ. Ở đây nó có một cái logo hình viên kim cương. Logo hình kim viên kim cương ạ. Cây búa này là nó cân nặng của nó là 600 gram, 600 gram búa bi. Đây nó có mấy cây nó cũng như nhau hết nha các bác. Đây có hai ba cây đấy, ba cây này. Giống nhau luôn, cùng hãng luôn và cũng còn mới đẹp như nhau. Cái này N6 là 140 ngàn ạ, 140 ngàn. Đến N7 ạ, là một cái cây N7 là một cây kìm cộng lực của hãng MCC ạ, kìm cộng lực áng MCC. Cái này là size là 300 và cắt cáp là 5 mm ạ, lưỡi còn đẹp nguyên ạ, không gam mẻ gì hết ạ. Đây. MCC cao cao. Cán cán nào? Cán được làm bằng thép luôn này. Cái này N7 là 220 ngàn. Đây, lưỡi còn đẹp nguyên luôn ạ. Không gam mẻ gì hết ạ. 220 ngàn. N8 ạ. N8 là một cái cây cưa cầm tay của hãng Ba Cơ. Ba Cơ. Này. Chiều dài của cây cưa này nó dài là dài 51 cm ạ. Chiều dài 51 cm. Phần lưỡi cưa là nó dài khoảng 33 cm. 33 cm. Lưỡi còn sắc bén nguyên ạ. Còn nguyên Ba Cơ này. Tay cầm thì cũng được làm bằng inox và nó có một cái phần cao su này, phần đệm cao su nữa. Cái lưỡi này thì có thể tháo rời ra được nha các bác. Và có thêm một cái hộp hộp đựng lưỡi cưa bằng nhựa nữa. Cái này là L8 là 130 ngàn ạ. Bên mã tiếp theo là N9 ạ. N9 là một cái lưỡi cuốc ạ. Chiều dài lưỡi của lưỡi cuốc này là 16,5 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là 13 cm ạ, 13 cm. Độ dày của nó này. Nó dày là dày 8 ly ạ, dày 8 ly. Lưỡi còn khá là đẹp luôn ạ. Đây. Còn đẹp và cứng cáp chắc chắn nhé các bạn. L9 là 200 ạ, 200 ngàn. Đến mã tiếp theo là L10 ạ. L10 là một cái cây cần trợ lực này. Cái này nó có cái hãng này. Desin gì đó. CVD Desin. Cán của nó có thể kéo dài ra được ạ. Nó có 5 nấc kéo dài ra đây. Nấc nhất này và đây nó có 5 nấc ạ. Cái này nút kéo dài ra thì nó dài tầm 43 cm, 43 cm. Còn nút thu thu ngắn lại thì nó khoảng tầm 30 cm ạ, 30 cm. Cần trợ lực đây có công tắc xoay chiều đảo chiều đấy. Đầu là đầu 1/2 ạ. Cái này N10 là 330, 330 ngàn. Mà tiếp theo là N11 ạ. N11 là một cái cây liềm. Chiều dài lưỡi của nó là khoảng 17,5 cm. Bàn của nó rộng là khoảng xấp xỉ 5 cm ạ. Xấp xỉ 5 cm. Độ dày của cây liềm này là nó dày 6,5 ly. Cây này lưỡi mài hai mặt thép là 3 lớp thép ạ, 3 lớp thép. Lưỡi bề mặt lưỡi còn khá là đẹp ạ, không có bị rỉ sét gì hết ạ. Chuôi của nó cũng khá là dài này. Về các bác chỉ cần
quấn thêm dây dù các thứ hoặc là dây vải vào là cầm xài sử dụng được thôi. N11 là 250 ngàn ạ. Tiếp theo N12 ạ. Cũng một cái cây liềm. Chiều dài lưỡi cây này là 16,5 cm. 16,5 cm ạ. Bàn của nó rộng là 4,5 cm và độ dày của nó dày 5,5 ly ạ. Cây này lưỡi mài hai mặt cũng ba lớp thép ạ. Đây, chữ được khắc chìm trên bề mặt lưỡi đấy. Vân thép này, cái vân theo ghép đấy. Cán còn đẹp và chắc chắn ạ. Là 12 nên cây này 260 ngàn ạ. 260 ngàn. Đến mã tiếp theo là N13. N13 là một cái Eto nhỏ này. Cái này size của nó là 63 cm. Nó còn khá là mới đó. Tem mác còn nguyên này, tem mác chữ nhật đó, còn nguyên vẹn. Nó gần như mới, chưa qua sử dụng hoặc ít sử dụng ạ. Cái miệng của nó còn đẹp, không có bị sứt mẻ gì hết ạ. Bề mặt của nó còn nguyên lớp sơn mạ này, chưa có bị chảy xước gì hết ạ. L13 là 300 ạ. Đến mã tiếp theo là N14 ạ. N14 là một cái bào gỗ này, cái bào gỗ ạ. Chiều dài của cây bào này là nó 27 cm. Và chiều ngang của cây bào này là nó 8,5 cm ạ, 8,5 cm. Cây bào này nó cũng còn khá là đẹp ạ. Trên lưỡi bào nó có dập chìm chữ ấy, và nó có tem mác đây, còn nguyên tem mác này. Lưỡi này thì về các bác sử dụng rồi, các bác nếu thấy cùn thì các bác mài lại một chút nhá. Này em không biết mài. N14 là 160 ngàn ạ. Đến mã tiếp theo là N15 ạ. N15 là một cái cây kéo tỉa cành, kéo tỉa răm ạ. Chiều dài của cây kéo này là nó dài 21 cm ạ, 21 cm. Cán thì cũng được bọc một tay cầm này, được bọc một lớp cao su bên ngoài ạ. Này nó của hãng HJK này, HTAK Japan. Lưỡi của nó dày tầm khoảng 3 đến 3,5 ly đấy. À, cắt vào tay. 3,5 ly. Trên lưỡi này nó có cái răng chống trượt này các bạn. Vân răng chống trượt này. Cây này là L15 là 120 ngàn. 120 ngàn. 15 120 ngàn ạ. L16 ạ. L16 là một cái cây súng bắn vít. Đây, cái này thì mình lắp đầu vít vào đây này. Và này nó là của hãng Devo. Hãng Devo và nó có công suất là 35W. Nó xài điện là 110 nhá các bác, 110. Công suất 35W. Nó có một cái công tác để xoay chiều đảo chiều này. Xoay chiều tắt mở, xoay chiều đảo chiều đấy ạ. Và hai bên nó có xài chổi than này. Cái này thì người ta cắt mất cái đoạn dây rồi, về có nối thêm đoạn dây và có ổ cắm, là cắm vào điện là xài bình thường ạ. Này em đã test thử nó hoạt động bình thường ở hãng Devo. Cái này N16 là 250 ngàn ạ, 250 ngàn. Đến mã tiếp theo là N17 ạ. N17 là một cái cục rọi ạ. Cục này nó cũng còn đẹp này, nó chỉ bị cháy xước một chút sơn thôi ạ. Cục này thì nó có trọng lượng là 400 gram, 400 gram. Cục rọi N17 này là 80 ngàn, 80 ngàn ạ. Đến mã số tiếp theo là mã L18 ạ. L18 là một cái cây kìm chết tự động ạ, kìm chết tự động. Cây này thì chiều dài của nó là kìm bấm chết tự động. Chiều dài của nó là 23 cm ạ. 23 cm. Kìm nó làm khá là đẹp ấy. Còn kìm này thì kìm bấm chết tự động nên mình không có cần phải điều chỉnh mức đâu. Cái này thì nó sẽ tự động nó bấm theo cái vật mà mình ấy. Đây, như cái này
cái cán búa thì nó sẽ tự động điều chỉnh để bấm bấm sao vừa, hoặc là cái này nhỏ hơn này. Răng miệng còn đẹp nguyên nhé. Ở đây nó có dập chìm mấy cái chữ kiểu tiếng Anh sao ạ, và ở trong lõi lòng của nó là nó có một cái lò xo này, lò xo, và nó có một cái con ốc này, hình như là điều chỉnh lực đấy, con ốc để điều chỉnh lực. Cây này là L18 là 340 ngàn ạ, 340 ngàn. Kìm bấm chết tự động. Tiếp theo là N19. N19 là một cái cây rìu tai voi. Chiều dài cây này là 11,5 cm và chiều ngang của nó là khoảng 11,7 cm ạ, 11,7 cm. Bề mặt cây rìu tai voi này còn khá là đẹp ạ, không có bị rỉ sét gì hết ạ, và lưỡi là lưỡi 3 lớp thép ạ. Cán còn đẹp và được, cái này cán còn đẹp và chắc chắn, nhưng mà người ta chưa có chêm chốt, nhưng mà về các bác đóng thêm lại chốt là xài được thôi ạ. L19 là 330. Tiếp theo là L20 ạ. L20 cũng một cái cây rìu tai voi. Chiều dài lưỡi là khoảng 11 cm ạ. Và chiều ngang lưỡi của nó là cũng 11 cm luôn. 11, bề mặt nó cũng còn khá đẹp, cũng không có bị rỉ sét gì nhiều. Lưỡi 3 lớp thép ạ. Và trên bề mặt lưỡi rìu đây nó có khắc chìm chữ này, khắc chìm một cái ô hình chữ nhật, và trong nó có hai cái chữ khắc chìm bên trong. Cán còn khá là chắc chắn ạ, cái này người ta chêm khá là chắc chắn vậy. L20 là 350 ngàn ạ. Đến tiếp theo là N21 ạ. 21 một cái rìu tai voi, cái này lưỡi khá là dày đấy. Chiều dài lưỡi là 11,5 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là 14 cm ạ, 14 cm. Lưỡi mài hai mặt 3 lớp thép ạ. Và trên bề mặt của nó cũng còn khá là đẹp ạ. Nó không có bị rỉ sét gì hết ạ. Đây, lưỡi rất là dày luôn. Rất là dày. Này bác nào mua về chặt xương heo, xương bò này, mua cây này này, nó dày, nó to, nó nặng này, nó cứng này. Cán còn đẹp ạ. L21 là 350 ngàn ạ. Đến mã tiếp theo N22 ạ. N22 là một cây dao chặt xương. Chiều dài lưỡi của nó là 10, chiều dài lưỡi 13 cm. Bàn của nó rộng là khoảng 7,2 cm ạ. Và độ dày của nó dày là 8 ly ạ, 8 ly. Cây này dao chặt, lưỡi mài hai mặt ạ, lưỡi mài hai mặt thép 3 lớp. Bề mặt lưỡi dao cũng còn khá là đẹp ạ, chữ được khắc thủ công trên bề mặt lưỡi ạ. Cán gỗ này còn đẹp và chắc chắn ạ. L22 là 380 ngàn ạ, 380 ngàn. Đến mã tiếp theo là N23, là một cái cây dao chặt gà trong bếp hãng Global ạ. Chiều dài lưỡi là 19 cm, chiều ngang lưỡi của nó là khoảng 8,5 cm, và độ dày của nó là nó dày 3 ly. Cây này là dao chặt, dao thái, dao bản vuông nhé, dao thái, dao chặt gà đấy, nó của hãng Global ạ. Hãng Global đây, Global này. Nó thép của nó là hợp kim Cromova đấy, Cromova G50, tập đoàn Josikin sản xuất Japan ạ. Cái này thì có thể chặt gà, chặt vịt này, hoặc là thái cũng được ạ. Cán thì được đúc liền nguyên khối với lại lưỡi dao luôn ạ. Cái này L23 là 350 ngàn ạ, 350 ngàn. N24 ạ, cũng một cây dao chặt. Chiều dài lưỡi là 16,5 cm. Bản rộng là 5,5 cm ạ. Và độ dày của nó là nó dày 6 ly ạ, 6 ly. Cái này lưỡi mài hai mặt này, thép 3 lớp ạ.
Bề mặt lưỡi dao cũng còn khá là đẹp ạ, cũng không có bị rỉ sét gì ạ. Chữ được khắc chìm trên bề mặt lưỡi, khắc người ta khắc rất là nhiều chữ ạ. Cán của nó đây, cán của nó thì được chêm khá là chắc chắn. Này người ta đóng chốt thì nó còn lứt một vài vết ni tị nhỏ này này. L24 là 300 bạc, 330 ngàn. Này về các bác đổ dán keo vào hoặc là lấy cái mấy sợi kẽm là quấn lại ràng lại là được. Nó chắc chắn và xài nó còn bền nữa. L24 là 330. Máy tiếp theo L25 ạ. Là một cái cây dao bảng vuông thép thủ công. Chiều dài lưỡi là 24 cm. Chiều ngang lưỡi là 7,5 cm ạ. Và độ dày của nó là nó dày, nó phần trong là nó dày 2 ly này, nó mỏng dần bên ngoài khoảng 1 đến 1,5 ly đấy. Theo thủ công ạ. Bề mặt lưỡi dao cũng còn khá là đẹp ạ, cũng không có bị rỉ sét gì nữa. Nó chỉ bị một vài vết ni ti thôi ạ. Cán là bằng gỗ này, khâu là khâu bằng như bằng đồng ấy. Cái màu nó hơi ngả vàng. L25 cây này là 380 ạ. 380 ngàn. L26 ạ, L26 là một cái cây dao cũng bản vuông, lưỡi nó rất là dài luôn. Lưỡi dài tới khoảng 33,5 cm này. Bản của nó rộng là khoảng 4,2 cm ạ. Và độ dày của nó là nó dày 1,5 ly. 1,5 ly. Cái này thì không biết là người ta để thái chặt cái gì mà lưỡi rất là dài luôn. Theo thủ công ạ. Bề mặt thì nó cũng còn đẹp mà. Cái này là những cái vết ố trên bề mặt thôi ạ, chứ cũng không phải reset gì đâu. Chữ được khắc thủ công trên bề mặt này rất là sắc nét và đẹp này. Cán gỗ còn nguyên tem mác ạ. Cái này là N26 là 380 ngàn ạ. 380 ngàn. 380 ngàn ạ. Đến mã tiếp theo là L27 ạ. L27 là một cái cây liếc dao, giũa dao này, liếc kim cương. Cây này nó còn nguyên trong hộp luôn ạ, nó còn khá là mới, gần như chưa qua chưa xài luôn. Này, hộp nó có hướng dẫn sử dụng này, mài mài liềm, mài lưỡi dao, rồi lưỡi kéo, được hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật này. Cái này chiều dài của nó là nó dài 27 cm. Và trọng lượng của nó là 160 gram ạ. Dũa dẹp nhưng mà trên đây nó có chữ Made in Japan này. Cán là và làm bằng gỗ ạ. Cây này là L27 là 250 ngàn ạ. 250 ngàn. Đến tiếp theo L28 ạ. L28 một cây dao chặt chặt gà bản vuông ạ. Chiều dài lưỡi 19 cm này. Chiều ngang lưỡi là 7 cm. Độ dày của nó là nó dày cũng 3 ly, dày 3 ly. Cây này nó của hãng Akatsuki ạ, Akatsuki. Thép của nó là thép thép carbon ạ, thép carbon Akatsuki. Cái này thì các bác có thể mua về thái này hoặc là chặt gà chặt vịt thoải mái nhé. Nó rất là dày và thép carbon rất là cứng ạ. Cán này, cán bằng gỗ và nó ba chốt đồng ạ, ba chốt đồng. Có cái lỗ để treo dao này. L28 là 320, 320. Đến mã tiếp theo là N29 ạ. N29 là một cái cây kéo cắt gà, kéo bếp ạ, cắt gà. Chiều dài của cây kéo này là nó dài 25 cm, 25 cm ạ. Kéo này nó của hãng Duy Ninh sản xuất, hãng Duy Ninh ạ. Made in Germany, hãng Zin Lưng, hãng của Đức đấy, kéo của Đức sản xuất. Phần lưỡi ạ, nó có vân chống trượt ở bên ngoài này, và phần lưỡi của nó làm hơi cong nhẹ xuống này để khi mình cắt đồ ăn nó không bị tránh bị trơn trượt đấy. Kéo thì lưỡi nó dày tầm 3 ly ạ, và cán của nó thì được tráng một cái lò màu ánh bạc bên ngoài. Cái này N29 là 230 ngàn, 230 ngàn. Đến mã tiếp theo N30 ạ, N30.
là một cái cây dao lakiri thép thủ công 3 lớp thép ạ. Chiều dài lưỡi của nó là khoảng 18,5 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là 5 cm ạ, bản rộng 5 cm. Và độ dày của nó này. Phần sát khâu là nó dày, sát khâu là dày 4,5 ly, nó mỏng dần ra về bên ngoài mũi ạ. Này lakiri thép thủ công 3 lớp thép ạ. Đấy, bề mặt cũng không có bị rỉ se gì ạ. Cái này là những cái vết nó ố đánh chưa, nó chưa hết ạ. Chữ được khắc chìm trên bề mặt lưỡi rất là sắc nét và đẹp. Người ta khắc rất là nhiều chữ đó. Cán gỗ khâu nhựa. Này L30 là 300. 300 ngàn. 3 lớp thép ạ. Đến L31 ạ. L31 là một cái cây dao đề 3 ạ. Chiều dài cây này nó là khoảng 15,3 cm. Xấp xỉ 15,5 ạ. Bàn của nó rộng là 4,7 cm ạ. 4,7 cm. Và độ dày của cây này là nó dày là 7,5 ly. Cái này dày 7,5 ly. Cái này thép thủ công. Lưỡi 2 lớp thép ạ. Chữ được khắc chìm rất là nhiều trên bề mặt luôn, nó khắc từ từ mũi, từ gần trên mũi dao khắc xuống gần như phun lưỡi dao luôn ạ. Khắc, chữ khắc thủ công rất là sắc nét và đẹp. Hai khắc 7 chữ, 7 8 chữ, 8 chữ. Mặt sau nó đấy. Cán gỗ khâu nhựa. Cái này là N31 là 350.000, 350.000. Đến mã tiếp theo L32 cũng một cái cây dao đề 3. Chiều dài lưỡi là 15 cm. Bản rộng là xấp xỉ 5 cm. Bản rộng 5 cm. Và độ dày của nó dày 5 ly ạ, dày 5 ly. Cái này cũng lưỡi 2 lớp thép ạ, 2 lớp thép. Chữ được khắc chìm trên bề mặt ạ. Này bề mặt nó có vết mấy cái vết ố ố. Màu đen đen ố đó. Mà sao này? Nó không có bị rỉ sét gì mà nó bị màu thép nó ố đi ạ. Cán gỗ ạ. L32 là 300 ạ. 300. L33 là một cái cây dao của hãng Kai ạ. Chiều dài lưỡi là 16,5 cm. Bản rộng là 4,5 cm ạ. Và độ dày của nó là nó dày khoảng 1,8 ly. 1,8 ly ạ. Cây dao này là dao hãng Kai mà thép 3 lớp ạ. Lõi của nó là lõi thép không gỉ ạ. Lõi 3 lớp đây, cái vân thép ghép đấy. 3 lớp thép mà lõi không gỉ. Kai made in Japan đấy. Bên này cũng có logo mà nó bị mờ đi một tí rồi ạ. Cán là cán bằng nhựa, cán bằng nhựa. L33 là 200 ngàn, 200. Lưỡi 3 lớp thép mà lõi không gỉ. Lõi thép không gỉ. 200. Đến L34 là một cái cây dao lọc thịt của hãng Tojiro. Chiều dài lưỡi của cây này là 17,5 cm. Bản của nó rộng là 2,5 cm. Và độ dày của nó này. Nó dày là 2,2 ly, 2,2 ly. Đây, dao này là dao lọc của hãng Tojiro này. Thép của nó là thép molybdenum và vanadium ạ. Made in Japan. Cán là bằng nhựa màu đỏ. Lưỡi mài vát một mặt ạ. Dao lọc. Cái này L34 là 150 ngàn ạ. 150 ngàn. L35 ạ. Cũng một cây dao lọc của hãng Tojiro luôn ạ. Chiều dài lưỡi của nó là 12,5 cm. Bản rộng là 3 cm ạ. Và độ dày của nó khoảng 2,2 ly ạ. 2,2 ly. Cây này cũng của hãng Tojiro này. Tojiro. Thép là molybdenum vanadium ạ. Made in Japan. Cán bằng nhựa màu đỏ. Lưỡi mài vát một mặt. L35 là 150 ngàn ạ. 150 ngàn. Đến mã tiếp theo là N36 ạ. N36 là một cái cây kéo cắt cành đúc này.
kéo cắt cành đốt, chiều dài của nó là 20 cm và lưỡi của nó này, lưỡi của nó còn sáng còn đẹp này, không có bị gam mẻ gì hết ạ, và lưỡi chưa có bị mài mòn luôn ạ, còn nguyên chốt gài này, lò xo còn nguyên ạ. Cái này N36 là 270 ạ. Mã tiếp theo N37 ạ. N37 là một cái cây kéo cắt cành size nhỏ hơn. Chiều dài lưỡi là chiều dài cây kéo là 18 cm này. Cây này kéo size nhỏ. Lưỡi lưỡi này nó có một cái vết mẻ răm đây, ni ti này. Này về các bác mài lại một tí này. Mài liếc qua là nó hết rồi, nó mẻ ni ti thôi. Này em để nguyên vậy đó. Lưỡi còn nguyên này, chưa có bị mài mòn ạ, chữ được khắc chìm trên bề mặt lưỡi kéo đấy, mặt sau cũng có khắc chìm chữ ốc đồng, ốc bằng đồng. Lò xo còn này, còn cái dây da thì nó bị đứt rồi, về con sửa lại cái dây để cài. N37 là 270.000. N38 cũng một cái cây kéo cắt cành đúc. Chiều dài cây này là khoảng 18,5 cm. Có cắt cành đúc này, chiều dài 18,5 cm. Rồi, kéo này cây này còn rất là đẹp luôn ạ. Lưỡi này, lưỡi không gam mẻ gì hết này. Chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi kéo này và cán kéo cũng có khắc chìm này. Mặt sau cũng có chữ luôn, chữ ở khắc ba mặt luôn. Và cái lưỡi kéo này là lưỡi kéo cắt cành là loại kéo lưỡi hai lớp thép nha các bác, hai lớp thép đây, cái vân theo kẹp ấy. Hai màu thép nó khác nhau luôn ạ, hai lớp thép này. Loại này cũng thấy ít gặp, chốt gài bằng da còn nguyên ấy. Và lò xo này. Cây kéo nó cũng còn khá là đẹp ạ. Cái này N38 là 300.000, lưỡi hai lớp thép ạ. Tiếp theo L39 ạ. L39 cũng một cái cây kéo cắt cành đúc này. Cây này lưỡi còn đẹp, không gam mẻ gì hết ạ. Và còn nguyên bản luôn, chưa có bị mài mòn gì ạ. Chốt gài còn này. Cái lò xo rớt ra rồi, bác nào lấy thì em sẽ kiếm cái lò xo em lắp vào cho các bác nhé. Lắp vào rồi gửi cho bác ạ. L39 là 250.000 ạ. Hôm nay thì em có một số món đồ trên video giới thiệu các bác. Các bác theo dõi video thấy món đồ nào mà phù hợp công việc mục đích sử dụng của mình thì có thể thấy giá cả hợp lý thì có thể ủng hộ cho em nhé. Số điện thoại liên hệ thì em có ghi vào phần mô tả video ạ. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi ạ. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác clip sau ạ. Em chào tạm biệt ạ.